Người Việt Nam cuối cùng, quê hương tôi là gạch vùn và chó thang cao chất ngất. Quê hương tôi là rừng trắng, sương vui cao tận trời, là hồn chết oan giặc giờ. Nam Bắc nào có khác chi nhau, tôi lang thang âm thầm đi bước không hồn, tựa người điên khốn cùng. Chung quanh tôi là một trời phù thế lương, ôi đất chết. Chung quanh tôi là tầng lũ chiến tranh, giá thịt người là từ khi sông hơi lên nực nồng. Ôi kiếp người có nghĩa chi đâu, rồi khi ta con mơ tôi bóng nghe mình cô trẻ quê hương mai đây rồi vậy, chẳng lẽ cứ mãi thế này hay sao? Tại sao người chưa tìm đến với nhau? Tại sao người chưa xin lại cho gần? Tại sao cứ mãi hận thù phân chia đến bao giờ? Ôi thương cho dân tộc tôi, chiến tranh thoại làm khổ đạo pháp, thương thầy cho tụi trẻ giờ thật cô đơn bao mộng mơ, thương bao nhiêu ngày và tháng giống như không còn gì, chỉ còn những ra đi không hẹn. Sương máu này xảy gấp chi đây? Hãy
xin lại cho gần. Tại sao cứ mãi hận thù phân chia, đến bao giờ? Ôi thương cho dân tộc tôi, chiến tranh thoại làm khổ đau quá nhiều. Thương thầy cho tuổi trẻ giờ thật cô đơn, bao mất mát.